Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại quay trở lại với một đôi giày có hiệu Boost của Adidas, đó là Solar Boost M. Đây là phiên bản dành cho nam. Cái phiên bản mình có trên tay ngày hôm nay đó là phối màu xanh ngọn chuối và xanh mình cũng không biết đây là xanh gì, nhưng thực sự thì đây là một đôi giày mà có cái hơi hướng thiết kế của Ultra Boost các bạn ạ. Cái phần support hỗ trợ gót chân giống hệt Ultra Boost. Cái phần thắt dây này thì nó làm bằng giống như kiểu là chất liệu như giống như kiểu cái phần phủ lớp TPU, sau đó thì dệt lớp dán một lớp vải dệt lên đây. Thì về mặt chất liệu thì nó không cao cấp bằng Ultra Boost thôi, nhưng về mặt kiểu dáng rồi nhìn về mặt cấu tạo thì nó gần giống như Ultra Boost. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn nhé. Đôi này giá phát hành khoảng 3,2 triệu hay là 3,5 triệu gì đó, nhưng bên mình đang order về với giá là 1,490,000. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ theo đường link mô tả bên dưới video này. Ok, xin cảm ơn các bạn. Mình là Công Tokyo.